chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với nội dung. Hôm trước tôi có hứa với quý vị, uh, tôi có nói về câu chuyện xăng dầu ở Mỹ. Uh, nó vận hành như thế nào để chúng ta biết cái giá xăng tại sao nó tăng. Tôi có hứa với quý vị là tôi sẽ nói một câu chuyện về cái Saudi Arabia. Một quốc gia có thể nói là xuất cảng dầu hàng đầu của thế giới. Mặc dù không phải là cái nước xuất cảng nhiều nhất, nhưng mà một trong nước xuất cảng hàng đầu. Đó. Sản xuất không nhiều bằng Mỹ nhưng mà xuất càng nhiều hơn Mỹ Lý do là bởi vì sao Họ xài ít quá à, Họ sản xuất một ngày đó Là 10.84 triệu thùng dầu Đây là thống kê năm 2021 Của Bộ Năng lượng của Mỹ Coi như mỗi ngày họ sản xuất gần 11 triệu thùng dầu Nhưng họ chỉ xài có 3.18 triệu Họ dư như vậy là Thưa quý vị tầm là coi như cũng coi như là 6 triệu thùng dầu là ít thấy chưa và Saudi Arabia là một câu chuyện rất lý thú mà ngày hôm nay tôi muốn trình bày cho quý vị đây là một đất nước mà chúng ta nhìn nó như vậy mà không phải như vậy tưởng ngon mà không ngon bây giờ quý vị nha nói quý vị biết là Saudi Arabia là đúc đâu người ta bỏ nói đùa một câu là đúc đâu có dầu rồi. soi cây xuống là dầu lên soi cây là dầu đi đâu cũng đậm dầu rồi tám mươi phần trăm ngân sách của Saudi Arabia là từ cái nguồn xuất cảng dầu hòa. tám mươi phần trăm chỉ 15% phần trăm còn lại là những cái nguồn khác thì cái đó nó cho thấy rằng cái dầu hòa đối với Saudi Arabia nó quan trọng như thế nào nếu không muốn nói là nó cực kỳ quan trọng là quan trọng nhất. Xin nhắc lại, 85% ngân sách của Saudi Arabia là từ cái nguồn thu từ dầu hỏa ra. Chỉ có vậy thôi. Họ trả trông trọt cái gì trả có làm gì. Đó. Và đất nước này là một trong những đất nước mà lạ lùng trên thế giới. Đi ngược lại hết tất cả mọi nước trên thế giới. Tại sao nó đi ngược? Nó nói đây. Thường thường đó, các quốc gia khác sản xuất hàng hóa công an việc làm đúng không rồi người dân đi làm đóng thuế chính phủ chính phủ dùng cái thuế đó làm ngân sách để vận hành ông so đi arabia dân nó không phải đóng thuế vì có đi làm đâu mà đóng thuế tất cả đều nước nhà nước núi dân saudi so arabia không phải đi làm mà không phải đóng thuế sau này thì thay đổi xíu lát tôi kể tiếp cái nhưng mà về nguyên thủy đó là nhà nước nuôi toàn bộ luôn. Bởi vì họ lấy dầu ra cứ thế họ nuôi. Làm sao đóng thuế ra được tôi cho tiền anh đóng thuế cái gì? Đó. Nhưng đến một lúc Saudi Arabia họ mới thấy ra một cái nguy hiểm. Là cái gì? Bây giờ chúng ta thường nghe người ta nói trong lĩnh vực kinh doanh không bao giờ bỏ trứng một rổ đúng không? Cũng giống như khi chúng ta xuất càng chúng ta làm cái gì đó, chúng ta không bao giờ dựa vào một cái vụ, một cái loại gì, ví dụ chúng ta có miếng đất, chúng ta không bao giờ trồng chuối không, không bao giờ trồng cà không. Trồng chuối không, năm đó mà chuối nó chết là tiêu luôn. Trồng cà không, năm đó cà nó chết là tiêu luôn. Hay là năm đó chuối nó xuống giá là mình tiêu luôn, hoặc năm đó cà chua nó xuống giá mình cũng tiêu luôn. Và trồng nhiều thứ, có đúng không? Chuối xuống giá thì có thể cà, cà chua lên giá. À, cà chua giá có thể chuối lên nhà. Đại khái nó vậy để quý vị hiểu. Là người ta bảo đa dạng hóa sản phẩm. Thì ông Saudi so Arabia là nó đi ở hướng ngược lại. Ông chỉ có một, một sản phẩm duy nhất là, là ông bơm dầu ông bán. Mà. Ông bơm dầu ông bán. Một ngày nào đó nếu người ta không cần dầu hòa nó ông chết. Đó. Thấy chưa? Chúng ta cứ tưởng mà ngon. Và Saudi Arabia đã bị rồi Thập niên 70 và thập niên 80 họ đã bị Và đã học được cái bài học đó Thập niên 70 cuộc chiến với Israel và khối Ả Rập Làm cho giá dầu tăng giá Họ hốt bạc Thập niên 80 đánh nhau với Iran, giá dầu tăng họ hốt bạc. Ngon quá vậy đó, nhưng mà không ngon không ngon nó có lên nó sẽ có xuống vì những lần suy thoái kinh tế thế giới giá dầu xuống thê thảm luôn ngân sách của saudi arabia bị hụt bị hụt tại vì họ mới nhận ra một điều là thế này nếu họ chỉ sống dựa vào dầu hỏa không thì sẽ có ngày người ta không cần dầu hỏa thì họ chết. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy mỗi lần suy thoái kinh tế là giá dầu xuống. Giống như cái đợt Covid-19 vừa rồi, Saudi Arabia biết, mất biết bao nhiêu tiền. Dầu đang 60 đồng một thùng xuống còn có zero đồng. Biết không ai sản xuất, không ai xài dầu hết. Cả xã hội đóng cửa hết 2 năm liền. theo, mà không phải bây giờ Saudi Arabia mới thấy mà họ thấy từ xưa rồi, từ thập niên 70-80. Cho nên cái ông vua mà Abdullah Cái ông mà chết rồi là Ông đã nhìn thấy cái đứa đó Ông bảo chết Bây giờ Saudi Arabia muốn sống còn Phải làm hai điều Điều thứ nhất phải giữ cho giá dầu bình ổn Chứ không phải là lên xuống thế này Anh lên vầy anh nhiều tiền Mà nó xuống thì anh không có tiền anh cũng chết Họ không thích cái đó Họ muốn nó bình ổn Bình ổn nó bảo đảm hơn Đúng không? và chuyện thứ hai là ông kinh ông vua abdullah tính cái chuyện là đa dạng hóa cái nguồn thu của saudi arabia quý vị thấy không ông vua mà không có tầm nhìn cái này tôi phải mở ngoặc tí xíu để quý vị hiểu có cái tranh cãi trên thế giới một đất nước cần một nước một, một, một cái chế độ độc tài và một chế độ dân chủ nó có lợi cái hại như thế nào chế độ dân chủ thì nó không bóp nghẹt người ta nó không xen vào đời sống người ta làm bậy là không được để cho người ta tự do nhưng mà cái giờ nó, nó là có những chuyện lớn làm không được ví dụ nước mỹ không xây nổi cái hệ thống xe điện siêu tốc làm không được cái lớn còn chế độ độc tài thì hà hiếp người ta không cho người ta có tiếng nói nhưng nó lại làm được những cái việc mà đội đá vá trời có đúng không và quyết luôn không cần hỏi ai đấy nhưng với một điều kiện phải gặp ông vua tốt gặp cái chế độ tốt chế độ độc tài mà tốt đó nó làm tốt đất nước vua tốt đó là tốt đất nước ví dụ ông kinh vua Abdullah ví dụ ông vua Jordan những ông vua được coi là tốt nó gọi là minh quân nó nước nào may mắn gặp một minh quân thì nước đi lên còn gặp mà không phải minh quân là đi xuống thế thảm luôn chúng ta thấy lịch sử có những ông vua là không làm gì ăn chơi thế chết dân đây là ông em của ông là ông vua Salman lên kế vị và sắp sửa thoái vị bây giờ đưa cái ông con là MBS lên cái gia đình họ hay cái chỗ đó mặc dù họ là vua hoặc mặc dù họ vi phạm nhân quyền đứng hàng thứ hai sau trung quốc thôi trong danh sách của bộ ngoại giao mỹ đó, thấy không những cái chế độ mà có những ông tổng thống hoặc những ông vua mà gọi là minh quân nó vẫn độc tài như đưa đến đất đất đi lên tôi có thể kể quý vị luôn singapore từ lý quang diệu tới lý hiển long cha truyền con nối độc tài dữ dội đất nước vẫn đi lên gặp vua tốt vua bụng tốt nam hàn có phát thanh hy vậy theo đất nước phát triển phát thanh hy là độc tài nhưng độc tài tốt đài loan từ tưởng giới thạch qua tưởng kinh quốc vẫn phát triển độc tài gặp vua tốt gặp chế độ độc tài tốt còn những nước mà độc tài mà tệ hại thì chỉ có chết nhân thôi Saudi Arabia là chế độ vua độc tài Nhưng những ông vua nó có tầm nhìn Cho nên Saudi Arabia vẫn là một trong nước giàu nhất trên thế giới và bây giờ vẫn đi xịt cổ được người khác trong vấn đề giàu hòa Đó, à, thế giờ Cái câu chuyện để quý vị hiểu là nó Không bao giờ chúng ta bảo cái ông Saudi Arabia nó ăn hiếu mỹ quá Nhưng mà nó có cái lý của nó Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau quảng cáo Xin quý vị đừng rời màn hình SCT ơn quý vị màn hình của truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện của Saudi Arabia, một cái nước mà một trong nước xuất cảng dầu hỏa lớn nhất trên thế giới và chỉ sống nhờ dầu hỏa. Nhưng họ lại không bị gọi là thất bại mà họ có thể nói là thành công trong cái chính sách kinh tế của họ. Họ là một nhà nước không sản xuất gì cả, chỉ có bơm dầu và nuôi dân. Dân không cần phải đi làm, không phải đóng thuế. Nhưng mà thập niên 70 khi mà xảy ra cái chuyện mà như tôi nói nãy là đánh nhau giữa Israel và Ả Rập thì giá dầu nó tăng cao. Nó tăng cao nhưng mà sau đó thì lại xuống thấp. Suy thoái kinh tế nó xuống thấp. Thì Saudi Arabia đang là một quốc gia, một vương quốc có đủ ngân sách để nuôi dân. Tự nhiên bị thiếu hút ngân sách và đi vay nợ nước khác. Thiếu Lúc đó là cái mức độ thiếu có lúc lên tới tương đương gần 100% cái GDP của Saudi Arabia luôn. Thì cái ông vua Abdullah, ông ấy thấy nguy quá. Đó. Ông ấy nói mọi người bây giờ phải tính cái chuyện là tính như nào chứ không thể dựa sống dựa vào dầu hỏa bởi nó lên nó xuống nó trồi sụt rất nguy hiểm. Đó. Rồi sau đó họ bắt đầu là họ thịnh vượng đến khoảng thập niên 2000 thì tự nhiên kinh tế nó phát triển trở lại, đặc biệt ông Trung Quốc cái xưởng sản xuất của thế giới nó phát triển kinh tế mạnh luôn nó cần một nguồn dầu hỏa lớn. Tôi nói với quý vị cái mức độ tiêu thụ dầu hỏa của Trung Quốc chỉ sau Mỹ mà thôi. Trung Quốc tiêu thụ là tính đến năm 2019 theo thống kê của Bộ Năng lượng của Mỹ là 14 triệu thùng một ngày. Tức là 14% của thế giới. ông Saudi Arabia hốt bạc lại. Nhờ Trung Quốc, nhu cầu nó quá cao. Nhưng bắt đầu ông kinh ông vua Abdullah, ông nói không được, ngay cả lên vậy cũng được. Bắt đầu họ tính những cái chuyện là gì? Mở mang những lĩnh vực khác để không bị lệ thuộc cái giá dầu. Giá dầu nó cứ lên xuống rồi chứ. Bắt đầu họ chuyển qua làm gì? Hóa dầu kỹ nghệ hoa dầu của Saudi Arabia là một trong những kỹ nghệ tân tiến nhất thế giới họ đầu tư hoa dầu rồi cái gì nữa họ tính đến chuyện du lịch à đầu tư lĩnh vực du lịch nó đặc biệt ở tại cái Saudi Arabia nó có cái thánh địa Mecca mà thánh địa Mecca đó là tất cả những người hồi giáo trong suốt cuộc đời mình phải đến đó một lần phải đến đó nha mà trên thế giới đó Một phần tư dân trên thế giới là người Hồi giáo Hốt bạc nó không phải như Disneyland, không phải như North Berry Farm, không phải như World, uh, cái gì Universal Studio. Tất nhiên nhiều người vẫn mơ ước tới Disneyland nhưng mà không bắt buộc. Có những người nhỏ lớn không tới Disneyland đâu chết đâu. Nhưng mà người Hồi giáo phải đến Mecca một lần trong đời. Thì ông Saudi Arabia này ông phát triển thêm một du lịch. Này. Tất nhiên bây giờ cái mà dầu hỏa vẫn là cái chủ đạo của ông nhưng mà ông thêm những ngành khác nữa đó là cái ông vua ép la ông làm cái ông vua mà quân vương vua mà thương dân vua mà có tầm nhìn đến nước đi lên chứ không phải vua chỉ ăn chơi giống như kiểu lê ngoại triều <laughs> tiêu rồi gì nữa bắt đầu gì bắt người dân đóng thuế thuế gì thuế mua hàng <laughs> để có ngân sách à, anh không thể là không trả thuế được bởi tôi cho anh tiền anh vẫn xài không làm nhưng khi anh đi mua hàng anh phải trả xeo tắc à, trả thuế gọi là vat gì đó đại khái vậy người dân họ cũng ok hàng tháng lãnh tiền của chính phủ nuôi suốt đời thì đi mua đóng thuế thêm mấy ông bạc họ ok nó lại giúp cho ngân sách của Saudi Arabia nữa không bị thiếu quý vị thấy hay không cái đất nước lạ lùng như thế nhưng mà cái chính là nó vẫn phải giữ bình ổn cái giá xăng dầu trên thế giới. Bởi vì nếu không bình ổn là Saudi Arabia chết. Chứ không phải là họ muốn thao túng thế giới. Nhiều người nghĩ rằng là Saudi Arabia thao túng thế giới là sai. Vừa rồi ngày 5 tháng 10 sở dĩ tại sao Saudi Arabia và OPEC Plus phải giảm cái giá dầu. Bởi vì họ muốn bình ổn lại cái giá họ bị họ thiệt quá nhiều trong cái đợt Covid-19. Và ngân sách của họ đang bị thiệt. Hồi nãy vị thế trên màn hình đó Bộ ông hoàng thân của Saudi Arabia là bộ trưởng năng lượng Đi họp khối OPEC Plus đó Ông nói đó Ông có lại video đầu các anh Cái này không phải chúng tôi là Chúng tôi tăng giá Không phải chúng tôi lợi dụng mà chúng tôi muốn giá bình ổn Bởi vì ngân sách của chúng tôi thiếu hụt Bây giờ ví dụ mà Saudi Arabia tính đó Trung bình một thùng dầu đó Phải cỡ 90 đô 90 đô giao động cỡ đó thì là ok. Còn xuống dưới 90 đô là ngân sách của Saudi Arabia bị thiếu hụt. Mà lên trên một 90 đô đó thì nó dư. Mà họ không muốn dư đó. Họ không muốn dư. Họ chỉ muốn nó bình bình độ 90, 89, 90, 91, 92 thôi. Đều đều lên chút xíu là cái sóng ít thôi. Còn đây lên thế này xuống thế này là chết không tính được. Chẳng hạn cái Covid-19 là không ai tính được cả. Đó. Cho nên là tại sao Saudi Arabia mà nhiều người không hiểu bảo là họ lợi dụng. Không phải lợi dụng. Mà thật sự bây giờ họ đang muốn tìm cái nguồn khác để thay thế. Vì bọn họ biết rằng sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ không sử dụng dầu nữa. Và một ngày nào đó dầu sẽ bị cạn. Nó không phải là vô tận. Và thêm cái này nữa nè. Thêm một cái nữa để chúng ta thấy. Khi mà giá dầu nó tăng cao quá như vậy đó về mặt thương mại người ta khuyên hướng người tiêu dùng có khuyên hướng gì không xài nữa họ sẽ tiết kiệm đúng không bây giờ tôi hỏi quý vị đó bây giờ ở đây miền nam california đổ xăng nó hiện nay nó sáu đô la một galon đi lên cứ 10 đô la một galon bảo đảm quý vị đi đâu có tính toán là quý vị giảm cái lượng xài xuống đây thấy chưa rồi cái gì nữa khi mà giá xăng dầu nó tăng cao quá, người ta có những đi tìm cái mỏ khác là khai thác nên nhớ mỹ còn rất nhiều mỏ và nhiều nước khác vẫn còn nhiều mỏ vì nó đắt quá thôi người ta không làm và người ta sẽ đi tìm những nguồn khác nguồn dầu khác mà những nơi chưa có người khai thác mặc dù có thể đắt nhưng mà nó vẫn rẻ hơn là mua của anh này ví dụ vậy đó tại vì anh ấy lên cao quá mà đi mua cũng có giá rồi tôi sản xuất cũng giá đó tôi sản xuất luôn thì lúc đó ông Saudi Arabia là ông chết cho nên Saudi Arabia họ không muốn giá dầu lên quá mà xuống quá, họ không muốn. Họ muốn nó đều 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 đều. Thành ra đợt này nó xuống tự nhiên nó xuống quá. Nó xuống thấp mà nó có khả năng là xuống tiếp nữa. Bởi nó đã xuống tới 80 mấy đô la rồi. Mà nếu mà không giảm sản xuất nó xuống tới 6 chục là lỗ. Mặc dù họ bơm đất lên. Tại vì đất nước nó như vậy tôi phải có bao nhiêu tiền để tôi nuôi người dân của tôi. Nó quen rồi. Lỗi lỗi tại chúng ta chúng ta lệ thuộc Còn bây giờ ông Saudi Arabia nhìn vấn đề là gì Tôi lệ thuộc ngân sách tôi lệ thuộc vào dầu hỏa Cho đến khi tôi không lệ thuộc vào dầu hỏa Nó phải mất mấy chục năm nữa Tôi đang chuyển qua những cái ngành khác Những kỹ nghệ khác để tôi sống Nhưng trong lúc đó tôi vẫn phải bảo đảm Thì như vậy là tôi phải bình ổn cái giá dầu Bằng cách nó phải điều tiết Thế là bơm ra bơm vào chưa kể như tôi nói với quý vị đó là Saudi Arabia đó, lúc trước đó là họ làm gì họ theo cái cách là gì khi mà dầu nó lên giá họ ngưng họ không họ không không họ không bơm ra nữa khí đàng hoàng đó nhưng mà có những anh OPEC mấy anh nhỏ mấy anh chơi như anh gian mấy anh nhỏ đó bảo vì giá nó cao quá mình cứ bán đâm ra là anh Saudi so Arabia bị gánh cái đó anh chơi đàng hoàng bởi vì anh biết cái này là quan trọng với anh anh bảo thôi một ngày tôi giảm đi hai triệu thùng dầu là đúng anh kêu cũng giảm đi một triệu được không đồng ý nhưng mà về nhà anh kia đâu có giảm triệu đâu anh chơi anh bơm thế đó có lúc saudi arabia họ bực mình họ à mấy anh ăn gian phải không tôi chơi luôn tôi bơm ra luôn giá dầu xuống thê thảm luôn ngân sách của saudi arabia bị sập luôn thiếu hụt luôn thiếu nợ trừng phạt mấy anh này mấy anh ăn gian sau đó họ mới họp lại saudi arabia phải chơi về không được chơi về mình chết mấy này mình cũng chết luôn thế là saudi arabia họ tìm cách làm sao họ giữ được bình ổn cái giá đó cái ngân sách quý vị xài trong một gia đình cũng vậy quý vị tính năm nay xài bao nhiêu đây 100 đô năm tới xài 100 đô tự nhiên năm tới nó hụt bà hai chục đô là hồng cặn rồi quý vị đâu có muốn cái năm tới nó thay đổi bất ngờ như thế nó hụt 5 đô la mình còn chín năm đô còn ok đến nó hụt hai chục đô la là kẹt cuối cùng thế quý vị không muốn nó như vậy thì Saudi Arabia là cũng trường hợp như thế à hay không kể quý vị câu chuyện đó nghe không? không phải có giàu nhiều mà ngon đâu lệ thuật một nguồn nó cũng khổ lắm mà phải nói với ông vua của Saudi Arabia họ rất hay cái đó họ nhìn được tầm nhìn đất nước họ may mắn có minh quân các chế độ độc tài mà nếu tốt đó thì nó tốt cho dân còn mà không tốt thì tệ cho dân và các chế độ dân chủ vậy nếu biết cách mà đừng có để lợi dụng đó, thì nó tốt cho dân còn để lợi dụng đó kẽ hở của luật pháp thì nhiều chết dân mà đó đều đang xảy ra tại nước mỹ này đó, câu chuyện đang chú ý trong toàn gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị ở nhìn gì sau Música <us>